Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan Việt Nam, trong tháng 1 năm 2021, xuất khẩu từ Việt Nam sang Úc đạt mức tăng trưởng tới 62,08% so với cùng kỳ. Kim ngạch hai chiều giữa Việt Nam và Úc ước đạt gần 873 triệu đô la Mỹ, tăng 39,92% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Úc đạt gần 392 triệu đô la Mỹ, tăng 62,08%. Trong tháng 1, bên cạnh mặt hàng điện thoại, nhiều mặt hàng xuất khẩu sang Úc tăng đột biến như thủy sản tăng 106%, gỗ và sản phẩm gỗ tăng 67%, dệt may tăng 62,7%, giày dép tăng 72,5%, nông sản rau quả tăng 37,16%. Đáng chú ý là mặt hàng dây điện và dây cáp điện tăng 329,68%, chất dẻo nguyên liệu tăng hơn 900%. Năm 2021, với tình hình dịch COVID-19 vẫn còn diễn biến phức tạp và thị trường Úc vẫn còn nhiều thách thức khó lường, bên cạnh triển lãm trực tuyến quốc tế nguồn hàng Việt Nam 2021 tại Úc được tiếp tục triển khai với quy mô quốc gia, hàng tháng, các sự kiện xúc tiến ngành hàng Biz Dinner sẽ được Thương vụ Việt Nam tại Úc tổ chức, đồng thời tăng cường vai trò tham gia của các hiệp hội doanh nghiệp tại Úc, thúc đẩy các doanh nghiệp Úc, doanh nghiệp Việt Kiều trở thành nhà phân phối các sản phẩm Việt Nam tại Úc và các đảo quốc lân cận. Ngoài ra, căn cứ tình hình mùa vụ nông sản trong nước, Thương vụ sẽ đẩy mạnh tiêu thụ tại Úc thông qua việc tổ chức xúc tiến gắn với xây dựng thương hiệu.